một quyết tâm và một tinh thần thi đấu hết sức là thoải mái. Tuy nhiên chúng ta phải tránh những sai lầm như chúng ta vừa thấy. Pha xử lý của Văn Toản giúp cho Supachai mở tỷ số cho U22 Thái Lan. Một tình huống mà Văn Toản hoàn toàn có thể truyền cho Thành Trung sau đường truyền về của Văn Hậu. Thực sự không muốn nhắc tới nhưng chúng ta vẫn chưa quên những... Thành Trung đang có một kỳ SEA Games rất hay. Và can thiệp của Thành Trung. Và sau đó là... Phút thứ 11 và Thái Lan đã có được 2 bàn thắng. Văn Toản đã kịp thời băng ra nhưng bóng vẫn trở lại với tầm kiểm soát của Suphanat. Người đã có bàn thắng. Trương Việt Hưng. Đường truyền của Thanh Thích. Đánh đó! 1-0 là những gì mà chúng ta... Đó là tiến lên. Và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Bàn thắng đến rất đúng thời điểm anh Cương ạ. Vô cùng quan trọng. Một bàn thắng không chỉ mang đến một tỷ số để chúng ta đi tiếp, nhưng quan trọng hơn rất nhiều là sốc lại tinh thần cho các cầu thủ của U22 Việt Nam. Bóng chuyền lại trở lại với đúng toàn tính của cầu thủ U22 Việt Nam. Đường chuyền tuyệt vời của Thanh Thịnh, pha di chuyển và đánh đầu mang đúng bản năng của một sát thủ được Tiến Linh thực hiện. Tiến Linh lẻn vào giữa vòng vây của ba hậu vệ bên phía U22 Thái Lan và nhẹ nhàng đánh đầu tung lưới thủ thành Mua Gặm.